Em tôi. Em tôi. Trời ơi, sao lại có thể làm được như thế này? Nghĩ sao đưa ba anh em tôi vô trong cùng một khung hình vậy? Hello, chào tất cả bạn. Như vậy là The Mod VFL Stream 2023 sắp sửa diễn ra rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là nó đã diễn ra rồi các bạn ạ. Và thật hấp dẫn là trong mùa này sẽ không bắn chung kết, mà ngày nào cũng là ngày chung kết. Và thêm một thông tin cho anh em rằng là sẽ được áp dụng skin súng trong cái giải đấu. Có rất là nhiều anh em bảo rằng là bỏ skin súng vô thì sẽ bị nát game, rồi skin súng thì sẽ bị như thế này, bị như kia. Thực chất là một số anh em mà không xem giải á thì mấy anh em sẽ hay nói như thế. Còn nhiều người xem giải thì nó sẽ có một cái quan điểm khác. Khi mà áp dụng skin súng vào trong giải thì các đội hình họ sẽ có thêm những cái chiến thuật về những cái skin súng họ sử dụng. Giống như là Garena sẽ cấp cho một cái tài khoản full đồ ở trong đó, full skin súng. Và nhiệm vụ của game thủ hoặc là nhiệm vụ của những người leader sẽ tính chiến thuật của skin súng là giống như skin súng bắn nhanh hay là tăng sát thương hay là gì đó. Có rất là nhiều thứ mới mẻ ở trong cái giải mùa này. Ok. Game thủ họ cũng có thể cho mọi người thấy rằng là những cái skin súng nào có thể áp dụng vào trong đấu rank, áp dụng vào trong đấu giải, và những skin súng nào mạnh và game thủ hay sử dụng skin súng nào. Đó là điều tuyệt vời dành cho những anh em. Còn một số anh em kêu rằng là áp dụng skin súng thì game sập rồi, game đổ rồi, game này game kia rồi, game nó sẽ không công bằng hay gì đó, thì đó là do anh em không xem giải nhiều á. Rồi, còn bây giờ thì tôi sẽ cùng với mọi người xem sơ qua, xem kỹ qua những màn talk show cũng như là trailer của mùa này. Quá nhiều sự đe dọa, quá nhiều sức giảm. Buffalo, Hakui Sport. Hèn vẫn đang cố gắng đem tẩy xoay sở trong 3 giao tranh lần này. Đó là Buya thứ 3, có về đội tuyển của Hakui Sport. Wow, cái cục gì vậy? Một cái cúp vô địch chế độ sinh tồn khu đại đã bị ngắm. Wow, gì đây? Đây là một cái đỉnh vỏ đạn ở dưới này, vỏ đạn quá trời luôn. Rồi sân khấu của Heavy, gọi là sân khấu của Heavy đó. Ủa, chiếu phú đại sao chiếu Minao? Đây highlight của Minao mà, highlight phú đại có một viên phóng lựu mà hạ gục ba người đâu rồi. Đây là team Flash Zanbin nè. Wow. À, em tôi. Rồi FBTC hả? Như vậy là HQ đã chuyển nhượng team của mình qua cho SB rồi. Còn bên đây, đây là MDH đổi tên. Thôi ngầu. Trời ơi, một cái vương niệm này. Cái này là cái WAG vô địch trong nước, xong rồi sau đó là đi thi đấu nước ngoài đó, thế giới đó. Á chà, ai đây? NTN, thanh niên NTN chơi game cũng khá là lâu rồi đó, tham gia giải khá lâu rồi đó. Ái cha, trận đấu múc nhau, wow đẹp thế, cái cúp đẹp thế. Trailer đơn giản, xúc tích, dễ hiểu. Từ ngày 17 đến tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 là sẽ thi đấu sinh tồn. Còn 24 tháng 3 đến 23 tháng 4 thì sẽ chơi thi đấu tự chiến. Ta đến với cái phần xem các ông tướng trong làng VFL gáy nhau đợt trước. Cái này mới nhớ là mình đã từng gáy nè các bạn. Anh em thấy gì chưa? Ui, âm thanh to phết ấy. Chà, hồi mặc áo AFK Phú Đại ngầu ấy, có 3K Hades. Ôi, có mình nữa. Mình cũng ngầu phết các bạn ạ. Trời ơi. Đây, cũng giống như kịch bản cũ các bạn ạ. Cũng giống kịch bản cũ hồi xưa tôi đi làm game thủ. Cái xong rồi tôi vào thi đấu. Xong rồi tôi cũng ngồi talk show như thế này. Đấy. Rồi Sadat B, rồi mọi người khác, rồi Khang Meo, rồi Đắc nè, 3K nè. Đó. Mới biết ai hơn ai chứ. Đối thủ của SE là những người xứng tầm cơ.
Còn WAG thì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Sao hai cho hai ông thần này gáy nhau làm gì trời? Đáng ra ông thần này ông phải gáy với Heavy nè. Đó, thần này cũng phải gáy với Heavy, tự nhiên gáy lại đội tuyển cũ. Cái thế xong rồi câu chuyện nó đi vào đâu? Nếu như mà câu chuyện nó có nghĩa là ở đây các bạn xem, các bạn phải biết là đây là những cái kịch bản được làm ra để mà cho hai bên có những cái tinh thần kiểu khán giả người ta xem người ta cảm thấy kích thích, đúng không? Kích thích là các đội tuyển này họ đang tranh đấu với nhau. Nhưng ở ngoài rủ nhau đi uống cà phê đầy bày đặt ngồi đây nói, có rất là nhiều bạn xem cái này và nghĩ nó là thật. Ok, đồng ý, các bạn thích nghĩ gì nghĩ, đúng không? Nhưng mấy ông thần này mỗi lần thi đấu xong ra rủ nhau uống cà phê ngoài á, còn cái chuyện mà các bạn nghĩ thật thì nó là thật ha. Đấy, còn mấy ông thần này gáy xong rồi ra uống cà phê. Em tôi trời ơi, sao lại có thể làm được như thế này? Nghĩ sao đưa ba anh em tôi vô trong cùng một khung hình vậy? Một thay đổi lớn, đúng chính xác là thay đổi lớn. Ở nhà mình nó cũng mùa đông 2020. Anh có thể nhớ bọn em không? Đúng nhận sai cãi, nhanh nào anh ơi. Nói không nhớ thì là nói dối, nhưng trong lòng không chút vắng vương. Top 6 mùa này Heavy gần khó, cẩn thận mất fan đây. Nếu Heavy mà mất fan hả, thì chả có đội nào có fan đâu, đúng không? Lười con nhờ. Gắt nhờ. Mình nói thực chất là bọn mình đang làm gì ngay cả mình nha. Game thủ nè, các game thủ nè, những người làm nội dung nè, như người này người kia, thực chất làm gì? Kể chuyện thôi các bạn. Kể câu chuyện cuộc hành trình. Mình cũng vậy, mình ngồi đây mình kể được 6 năm rồi đó. Mình kể rất là nhiều câu chuyện về những cái mà mình đã trải qua. Mình đã đi thi đấu, mình kể nó ra cho các bạn xem là mình dưới màu áo AFK và mình đi thi đấu. Và sau khi mình đi thi đấu thì mình đã mở ra tổ chức Heavy, tổ chức eSports đứng thứ 5 top Đông Nam Á. Và như mình nói, rõ ràng như mình nói, khi mà mình lên một sân khấu lớn, các bạn còn nhớ cái mùa VFL trước không? Mình lên sân khấu lớn mình chia sẻ rằng là Heavy là một cuộc hành trình. Nó chúng ta kể lên cái câu chuyện của nó. Còn bác Gấu kêu là hành trình cái gì? Bác Gấu chỉ kêu là quan trọng là vô địch thôi. Đấy, vô địch thôi, nhưng mà vô địch xong rồi không có ai cả thì nó buồn lắm. Hành trình chúng ta đi được với nhau, chúng ta kết nối được với các đội tuyển khác, chúng ta kể lên được nhiều câu chuyện mới hấp dẫn hơn đó. Còn vô địch thì chỉ có một đội vô địch ăn buồn lắm, nếu mà không mời mấy đội kia buồn lắm. Thì giống như là đội đợt trước mà bọn mình vô địch, giải mùa đông đúng không, thì bọn mình có mời các đội tuyển khác đi ăn đó này nọ, xong rồi vui vẻ lắm, hơi bị hấp dẫn luôn các bạn ạ. Thôi nghe tiếp nha. Nếu Heavy mà mắc fan hả, thì chả có đội nào có fan đâu, đúng không? Lười con nhờ. Người anh đừng mãi mê quay content quá mà bỏ bê giải đấu nhá. Không còn em với Tròn, không ai gánh được anh đâu. Bên kia thì Phú Đại đã bị nốc rồi. Hai người chơi vào lại thân viên tiêu của Heavy. Ảnh đang xoay sở khá ổn. Và lựa đạn của Kim Tròn làm tốt nhiệm vụ của mình, sẽ là để ra đến từ Ảnh. Vị trí Kim Tròn lao lên bên tê bắn, nhưng Ảnh có bắn kịp thời để qua vội cho đồng đội của mình, sẽ cứu thành công. Và đây là tình huống mà bên phía của Heavy vẫn còn tới hai người chơi. MT2K sẽ là hy vọng cuối cùng bên phía của Bình Dương Đại Hải. Và các thành viên bên phía của Heavy có làm được hay không đây? Kim Tròn vẫn đang đẩy ra một tình huống double pick đến từ bên phía của Heavy. Heavy đang nỗ lực và đây sẽ là phải anh. Anh già wow. Rồi, chứ ta anh còn chắc lắm. Chứ không phải bắn vòng loại như Vi bên bảnh đâu nhờ. Rồi, em biết anh chắc tay rồi. Còn chắc thì tung được một thế cơ mà. Ít ra thì còn có một cái bộ da để vui. Chứ ai mở nhà câu giải đâu các em của anh nhờ. Cái mặt thằng Phú rất đẻo ghê. Dù top bao nhiêu thì cũng có cúp mà. Đúng rồi, chiếc cúp cho lòng người hâm mộ. Chúc anh mùa giải này luôn giữ vững chiếc cúp nha. Cái cúp này hay lắm các bạn. Nếu mà trên cuộc hành trình của anh em đi á, mà không ai nhìn thấy á, thì nó thực chất là giống như anh em tự mò đường, anh em đi một mình, anh em đi lủi lủi đâu đó, anh em đi một mình á. Nhiều người hay nói đùa là không có cúp này thì có cúp trong lòng người hâm mộ này nọ. Mấy người hay nói. Nhưng mà thực chất á, nếu như mà anh em nghĩ đi, nếu như mà mình im đi, mình không nói gì hết, không nói, không truyền thông, không kêu ca cái gì đó, mình cứ im, mình bắn và chẳng ai thèm để ý tới mình luôn. Mình bắn xong rồi sau đó mình nhận vô địch rồi, chẳng ai thèm để ý. Nhìn xuống sân khấu mặt mọi người vậy nè. Đội này đội nào vậy? Đội này vô địch hả? Đấy. Nó mới là vấn đề các bạn. Nó mới là vấn đề. Vì sao? Vì các bạn không kể chuyện cho người ta hiểu rằng là các bạn đi như thế nào. Lấy tiền ra,
xong rồi sau đó xây một đội đi, mua hết tất cả những game thủ mạnh về, xong rồi xây một đội, xong rồi bắn vô địch. Mọi người sẽ đội này đội nào, đội này đội có tiền hả? Đội này đội có tiền, hàng gì bắn vô địch. Vô tay. Thế vì sao chúng ta phải kể chuyện? Vì sao chúng ta phải kể cuộc hành trình của chúng ta đã gian nan như thế nào? Mình đã tham gia giải và sau đó mình rời lại phía sau, mình đi lùi về phía sau để cho Phú Đại, các đứa em của mình phát triển lên. Content thì câu chính xác content là kể chuyện, là kể những cái gì mình biết, kể những gì mình thấy, kể những gì mình trải nghiệm qua, kể những gì mình cảm nhận được. Ok, tiếp tục. Để cuối tuần này anh kêu mấy đệ của anh cho các em biết thế nào là sức nặng. Em nghĩ thì anh nên đổi thành Phú Mỏm TV đi. Sức nặng của anh á thì làm sao mà so sánh được với trình độ và kỹ năng của B-Esport. Cứ chờ mà xem. Tròn đẹp trai quá. Từ Heavy qua Vi Minh từng chung đội bản thân ấy, nhưng mà thằng này lại lo. Thì Nhã cũng về chung với bản thân mà, nhưng là bản thân giờ gót cơ. Ồ, cái liên lập đội thành đồng không bao giờ lớn à. Đối đáp hay quá bạn. Đúng là đội trưởng đội content từ Heavy đến Vi Minh có khác. Gì lôi Heavy vô đây nữa? Heavy đến Vi Minh có khác. Nói về content ý, làm sao qua được WAG. Có cái content hồi sinh ý, dùng 4 năm rồi cơ mà. Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Có nghĩa là hai bên đều kể chuyện, mà hai bên lại chê trách câu chuyện của nhau. Kiểu là ông kia ông kể chuyện ghê quá, ông làm content ghê quá. Ông bên này, ông làm content ghê quá, trời ơi, dăm ba mấy cái content này nọ. Tôi không hiểu là hai ông đang nói cái gì luôn. Nhưng mà cái này là kịch bản của Garena nha. 4 năm rồi cơ mà. Hơn ai nấy lo đây bạn ơi. Đội hình Benjamin giờ toàn chấp phá. Đôi cánh vàng không biết bay về đâu đâu. Bay về trạm thông tin của WG để tranh khu chứ còn gì nữa. Đón xem giải đấu Yobot Gabriel Spring 2000. Để tranh khu chứ còn gì nữa. Hay quá. Ok, thì phía cũng sắp còn vài tiếng nữa thôi, sắp tổ chức rồi, thì mình hy vọng là mình sẽ cùng với các bạn để xem giải đấu VFL này và trực tiếp trên kênh livestream AS Mobile Streamer của mình. Thì mình hy vọng Việt Nam mình sẽ là một nước cực kỳ mạnh về eSports. Đó, thì đến đây cũng đã hết rồi. Chúc cho VFL sẽ ngày càng nhiều khán giả xem hơn, ngày càng nhiều người yêu mến hơn. Rồi, bây giờ thì chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.